bữa mình trắng lên đó đó. Đó, bay vô luôn khỏi vớt. Trời ơi, ba bốn con vậy bên đó kia kìa. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Cái vụ đếm không thấy chứ sao lại hồi tôi coi cái vụ đếm tôi chưa biết cái vụ đếm. Cái vụ đếm chưa biết chuyện mày. Đi, cái vụ quá bự nè. Nè, đây nè. Rồi chưa, rồi chưa. Thấy đụng cái chót đuôi sao nắm. Kéo lại là nếm cái đuôi. Cũ không? Đó, vậy rồi đó cái ừ im đó. Này có bộ em à. Cái sao lắp cầm này 8 nút. Đó đó đó. Đó đó. Trời lên đây vớt đi ơi. Thấy qua sân trượt kìa. Trời ơi. Wow. Đóng lên luôn đi. Mò đi. Dữ lắm rồi. Sao đâu? Rồi. Sao mà không sao chứ chống tiền giặc. Đụng mới xa dữ lắm ông nội ơi. Tiền giặc có câu. Chìm hết rồi. Đụng đụng đó. Chìm dữ đó đó. Gà gà vậy. Xuống đi. Dữ lắm chìm dữ rồi. Biết đi chết. Tao tại tao mặc cái quần sọt ấy, nó nặng nề quá tao xuống không được tí ơi xuống mồi ơi. Ra đây nè. Ủa, bay vô vỏ rồi kìa. Kìa, cá giò ấy, cá. Anh biết. Để vô đếm đó, vô đếm. Để đang cẩn thận nha. Trời ơi, cá gì vậy? Cái gì vậy? Điện trả. À. Bò quay. Chịp nó. Dạ dạ đây có không có biết à. Đừng cái này cho nó dạ. Chỉnh lại coi. Gà giật mày quơ rồi có biết. Nè mày bước xuống đây nè, bước xuống chính giữa kìa mày dán xuống năm mày luôn. Bước bớt dữ lắm luôn á. Dục quá, đây đây lo. Đó, vậy rồi đó cái ừ im đó. Cái giật này cái túi hơi dài rồi. Khó đổ. Này có bộ em à. Ê. Không thôi dọn cái đó đứng ở trong đi cho chắc, đừng có đứng ngoài nữa. Đứng ngoài đủ má bước lủng cái giò xuống cái giò chứ. Đâu đi ta chụp kìa. Thiệt đó mới. Thường ngược giò lại nữa chứ thường giò hả? Nó nổi. Đây nó là ngay cụm của biển luôn
đưa ông nội gãy giật nghỉ ra. Vậy cái bơm là đủ mẹ mài luôn á. Tại tải em muốn rồi đó. Dính. Cá đó mà mày giúp không dính thì làm thua mày luôn rồi đó. Đó. Dễ gì cá nào không dính nha. Mày đó nó dồn dữ lắm nha. Mặt á. Cái dồn này bây giờ mình căng cái vỏ ra chính giữa hay gì? Kìa kìa nó chạy lại đây kìa. Nước đang chạy lại đó. Giữa được không? Đang chạy lại đó. Tại có hai cái chẹt ngay giữa là bỏ hai bên. Trời, phải có miếng lưới là ngon rồi. Gà qua gà lại, gà qua gà lại. Gà dán tiếp nha. Gà. Qua đi. Gà đi, có thiện đó, thiện xã vớt ở đây rồi. Đó. Bay vô luôn khỏi vớt. Đừng cá trâu này màu đỏ đi. Con tham mình động lòng tham ha. Chết lự trên cái bè vớt cá bự à. Ừ. Rồi khoan cá bóp nè. Bóp đi. Bóp. Trời ơi, ba bốn con gì bên đó kia kìa. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Cái vụ đếm ông thảy ra xích xích sao này, hồi tôi coi cái vụ đếm mà tôi chưa biết cái vụ đếm. Cái vụ đếm chưa biết chuyện mày. Á, là kiểu nào cũng bắt con vụ đếm nha. Kìa. Bây giờ đếm nó đem là được từ 5 năm á. Cái vụ đếm mau lớn lắm ông ơi. Mau cho mày. Để cặp quan bên rồi. Tôi thấy nuôi nó. Mẹ cái vụ đếm làm sao lâu lớn nhất đó là lớn. Tôi thấy nuôi bên đè bánh nó ăn cái thứ gì nó cũng ăn chứ mau lớn hơn cái vụ bình thường á. Bây giờ hai con cái vụ đếm phải không? Hai con rồi. Chết rồi, có con này mới không bóp. Trời để ra quay đấy. Để vô cái thùng quay. Không sao đâu. Đổi cũng không kịp đâu. Nó chết á. Không chết đâu. Cái sẹt bự nó mạnh quá chết hết luôn á. Ăn nó béo như cá bà sa vậy đó. Thấy cái thứ gì nó cũng ăn hết chưa? Ồ, uống cà phê à. Mới thấy cà phê à. Ký máy á. Thù mới vô tới chổng đem lên cái được thì mới cắt gì sao được? Cắt ngang hả? Làm theo cái chiều. Cái chiều giãn ngang á nó mới bự ra được, còn cái chiều xuôi nó không kéo bự ra được đâu. Bỏ luôn. Trời ơi, cái bóng đường bự. Ba con một chỗ. Ồ, lụm luôn cá vô. Cặn gì lộn đạp hơi được. Bên đây đi, bên đây im hơn nè. Đù, mà con cá mình trắng bự gì đó hả? Ba con lận. Ba con đầu đàn. Ồ, có chơi. Ồ, có chơi. Ồ, mẹ Vinh á. Ý, cá giò quá bự nè. Ý, vô rồi. Chết rồi, nó giò. Cá giò
Nè, đây nè. Nắm đuôi vỏ lên. Rồi chưa, rồi chưa. Ý là chưa có đồ thọt đụng được cái đuôi, mới đụng cái chót đuôi sao nắm. Ý. Cơm nước gì đâu à. Kìa, thôi kìa. Đó, cái giò đó. Kéo lại là nếm cái đuôi luôn. Rồi hai con chỗ. Nắm đuôi đi. Lâu rồi mày bắt con cuộn cá mà đi với cái 12 giờ. Rồi, cái giò bự. Mấy giờ chứ này nó trời. 9 giờ. 3 tiếng ngọn nữa. Đủ ở này cũng ngoài nè. Ôi luôn hết trơn. Quán được 14 triệu mà đủ để mẹ lỡ rồi. Nãy về có thấy đủ nó có dịch chín không? Tôi là chiều tôi tới nhà liền á, tôi là lạ vậy đó. Bác sĩ này bỉ quá. Nó chơi với chơi mà nãy con trái cũng được đó. Trái nó chơi làm thiếu cái biết rồi. Chính xác là 18 luôn đó. Bán ngọn nó mới bán 2 ngày trước có 5 rưỡi rồi. Mới nhổ vừa rồi lên 18.000. Đó bữa đổ 3. Đổ theo 7.000 đó. Con ngọn nãy lên 7.000. Dạ. Ê đây. Trong đó có thằng có gỉ nữa hay gì đó. Ui, hai cái giò luôn. Miết đi, miết bỏ đây. Luôn, một con cá chơi, hai con cá dột. Ba nghe đủ con chồm chồm nghe trước lỗ gạt cho nó thấy dập á, con mình có lỗ không có lỗ không chơi nha. Thế cá dột cũng con được được không ha, vừa ăn. Bỏ đi, cá dột nó cũng chồng rồi đó. Này có người đứng vớt nữa mà không? Có cái vợt. Nguyên bay luôn kìa. Bay nó đạt gì đâu á. Ngon. Bắt đầu cả tấn vậy đó. 10 cái cá trôi à. Đạt cỡ đó. Cái cũ không? Má đẹp hết chứ. Đấy luôn.
Vinh con cũng được được con ha. Cái xà lách cọp này 8 nút. Nó. Nhỏ bự không đều nhau ha. Như anh được anh cái. Mấy cái lớn nó cũng cà lăm, cái nhỏ cà lăm, chích hoài cũng được. Rùa. Cái dừa ông nội ơi. Trời, cái này dính bự kìa. Ủa, có tiền đó. Tới sẽ sâu á. Ê làm điếu rồi. Đó, cái tượng đó. Thấy đó. Cái chạch đồng mọi người quá bự rồi. Vào đây. Tưởng hai con luôn. Đây mọi người. Ô. Cái chòi.